Vâng, thưa chị thành viên và anh chị khách mời của Bina Giza Chapter, đây là cái bước đào tạo thứ tư và hôm nay tôi sẽ xin phép được chia sẻ với anh chị một câu chuyện rất là thú vị ạ. Anh chị thấy đây là một cái khu rừng. Khu rừng này thì là một cái cảnh của trước kia ở một cái sa mạc mà anh chị đã rất là quen thuộc, đó chính là sa mạc Sahara. Trước đây thì sa mạc Sahara là một cái khu rừng rừng rậm nguyên sinh rất là tươi tốt ạ, với những cái mạch nước ngầm thì dường như là rất là dồi dào để các cái cây cối sinh sống, và các cái cây cối này thì luôn luôn là cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi sống trong một môi trường rất là tuyệt vời và không hề có khó khăn gì cả, đúng không ạ? Luôn luôn được hưởng thụ cái ánh mặt trời bên trên và nguồn nước ngầm dồi dào bên dưới ạ. Đây là điều rất tuyệt vời với khu rừng nguyên sinh này ạ. Vâng. Tuy nhiên thì có những cái cây sồi, những cây sồi nhỏ bé ở trong khu rừng đó thì lại nói với mọi người rằng là chúng ta cần phải chuẩn bị cho những cái gì mà xấu có thể xảy ra với chúng ta, đúng không? Cũng như là các cái doanh nghiệp của chúng ta. Thì cây sồi này cũng nói rằng là chia sẻ với tất cả những cây cây khác, cây cổ thụ khác là ông tớ bảo rồi, không có gì trong vũ trụ là trường tồn vĩnh cửu cả. Cho nên một ngày nào đó cái nguồn nước có thể cạn kiệt và chúng ta cần phải chuẩn bị cho tất cả mọi thứ từ bây giờ. Chuẩn bị cho tất cả những điều khó khăn nhất có thể đến với chúng ta từ bây giờ, đúng không? Cây sồi rất là nhỏ bé được người ông của mình dặn dò và chia sẻ với mọi người như vậy. Thì khi mà cây sồi chia sẻ như vậy thì rất nhiều những cây cổ thụ, những cây lớn khác cười nhạo cái chú bé này, chú bé cây sồi này ạ. Bởi vì nói rằng là bây giờ thì mọi thứ đang quá tốt đẹp như thế này, không có lý do gì mà mực nước ngầm đang chảy cuồn cuộn ở dưới kia có thể là cung cấp nước của chúng ta có thể bị cạn kiệt được, và ánh nắng mặt trời thì ngày nào cũng chiếu sáng chói chang ạ. Đủ điều kiện quá là chúng ta sinh sống rồi. Và quả thật như vậy, sau rất nhiều năm có những biến cố đã xảy ra làm cho cái mực nước ngầm là cạn kiệt. Và từng rừng rậm xanh tươi thì Sahara dần biến thành hoang mạc như anh chị thấy ngày nay. Thì đây là một cái hiện thực do cái biến đổi khí hậu, rồi là do sự dịch chuyển ở các lục địa thay đổi mực nước ngầm. Và thực sự là Sahara đã biến thành một hoang mạc như anh chị thấy hiện nay. Và cái cây sồi kia thì nó sẽ làm một cái việc trước kia là khác cây khác. Nó luôn tìm cách nó vươn sâu cái bộ rễ của nó xuống sâu vào lòng đất nữa. Và khi mà mọi thứ đã cạn kiệt thì chỉ còn cái họ hàng nhà cây sồi sống sót thôi. Và đầu thế kỷ trước thì anh chị thấy là cây sồi còn là biểu tượng ở trên sa mạc Sahara. Khi mà chỉ có mỗi duy nhất một cây sồi, gọi là cái cây cô đơn nhất thế giới, nó tồn tại được. Và người ta ước tính là cái rễ cây của nó đâm sâu vào trong lòng đất từ 36 đến 40 mét để có thể tìm đến những mạch nước ngầm cực kỳ khó khăn ở bên dưới để nó có thể tồn tại, nó có thể sống được. Vâng. Vậy thì anh chị nhìn nhận lại cái bài học của cây sồi, chúng ta luôn chuẩn bị cái điều này, đúng không ạ? Giống như anh chị thấy là trong cái dịp Covid của năm ngoái, đó là một thử thách, một cái lực đẩy cho tất cả các doanh nghiệp chúng ta cần phải thay đổi, cần phải xây dựng cho mình những cái cấu trúc về cái hệ thống quan hệ của chúng ta, hay là cái cấu trúc của công ty chúng ta thật là vững mạnh để chúng ta có thể đứng vững vàng trước bất cứ thử thách nào, đúng không ạ? Và anh chị nhìn nhận lại cái chapter Giza của mình xem, thì chúng ta là đang trồng một cái cây, đúng không ạ? Anh chị đang trồng một cái cây, và anh chị thấy là hệ thống chapter, hệ thống đào tạo của chúng ta thì là hoàn toàn là giúp cho bộ gốc rễ của chúng ta cực kỳ vững chắc. Và bởi vì vậy tại sao tôi thúc đẩy các thành viên phải trong vòng 2 tuần đầu hay 3 tuần đầu anh chị phải tập trung hết sức vào việc học tập, vì chúng ta đang xây dựng hệ thống cho cả một chapter. Việc ở mỗi thành viên chịu khó học tập là chúng ta sẽ giúp cho chapter của chúng ta gây dựng được bộ rễ cực kỳ là vững chắc. Và kết quả chúng tôi như các cái chapter khác đã lớn mạnh sau 1-2 năm thì chúng ta sẽ gặt được hoa quả, chúng ta sẽ có được thương hiệu của hội doanh nghiệp chúng ta đối với ngoài kia, và chúng ta có được rất nhiều những người khách mời cũng như là tiềm năng đến buổi họp để trở thành đối tác giữa hai bên với nhau. Vâng. Và cái nhắn nhủ của tôi với mọi người là cái phần lưng chừng thì luôn là phần quan nhất, tức là khi anh chị khởi động, khi anh chị chưa đạt được một thực sự một cái thành quả gì đó có thể sờ nắm được, đúng không? Thì nó thực sự là những cái gì nó thử thách ở trong chính tâm trí của mọi người để chúng ta cố gắng. Và tôi xin tặng mọi người một câu cuối cùng, đó là thời điểm tốt nhất để trồng một cây sồi là 20 năm trước kia, và thời điểm tốt hơn thứ hai là chính là ngày hôm nay, để anh chị gây dựng cho mình những cái mối quan hệ, một cái chapter vững mạnh, một hội doanh nghiệp có thể phát triển đến hàng trăm doanh nghiệp và cực kỳ vững mạnh. Và chúc cho Giza luôn phát triển bền vững qua nhiều năm ạ. Cảm ơn anh chị rất nhiều phần đào tạo của tôi ạ. Vâng, xin được nhường lời cho chị Hạnh chủ tịch ạ. Vâng.